chiều mưa lớn, quá trời mưa lớn luôn mọi người ơi. Được. Mưa cúp điện luôn mọi người. Đây, gió luôn. Mưa lớn trời. Cô ăn cơm nè, hiếp ăn bánh nè. Ngon con. Đây là con chuột ở chân núi Linh Sơn tu hành đắc đạo. Vì trộm dầu ở trong chén lưu ly trước đàn Phật nên bị đày xuống trần gian làm yêu tinh ở đây. Ta phải mang hắn về trình với Như Lai để định rõ tội trạng cho hắn. Đây, mẹ hiếp ăn cơm nha. Hết ăn bánh à. Thôi. Cô chú ăn bánh như thế nào? Ăn. Không biết chùa. Thôi cạp coi. Ồ quá, cái mẹ biết được. À. Ngon quá. Ngon không? À, mọi người là cuốn được cái này đâu. Miếng. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nè, trời nắng, trời nắng coi. Trời nắng, trời nắng. Hồi đi tâm nắng. Vương. Vương. Vương gì? Vương vai, vương vai. Họ vương đôi tay. Nhảy. Mới, mới, nắng, nắng. Nghe tờ cùng chơi. Mưa to rồi. Mau mau mau. Không. Đồ mở láo đồ hát lại kìa. Trời nắng, trời nắng. Họ đi thăm nắng. Vương bay, vương bay. Họ vương đôi tay. Nhảy tới. Hát mẹ ơi. Thuộc mà láo. Bên nhau, bên nhau. Bên nhà ta cùng chơi. Mưa. Mưa gì? Mưa to rồi, mưa to rồi. Mau 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 gì đó. Vâng cô mẹ ơi. Nè, đếm về cho máy nè. Cho máy. Một. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, chốt bảy. Ừ. Trần. Nè nè, chị này đặt cái gì? Chị chữ cho cô chú coi. Cô chú sợ chưa? Chị này gì? P O Q U G L A G. Đây, chữ đá của đây nữa đây mọi người. Ồ, ghê chưa? Chiên cục vàng đi. Rồi quá trời luôn. Ăn bánh mà còn đập nữa. Ngon nè. Bánh tiền nằm mà nuôi cho nổi. Hả? Bánh này bánh gì? Bánh gì? Màu này màu gì? Nói cô chú nghe màu gì. Đúng rồi. Màu này bánh. Màu này là cái khóm màu gì đây? Cá hấp. Màu gì? Màu gì? Màu gì?
Cái quần con màu gì? Nè, cái quần con màu gì? Màu xanh. Đúng rồi, còn màu này cái áo con màu gì đây? Màu đen. Chỉ cho cái áo là màu vàng. Nè, cái áo mẹ màu gì? Cái áo mẹ màu gì? Rin nè, trời ơi, phải không cách. Nè, ngồi dậy. Mì gió rồi. Đàng hoàng lại. Cái nữa. Bye bye. Mọi người, đây là bí đỏ nè, đây là thịt heo bằm nè. Bây giờ mình sẽ nấu bí đỏ thịt bằm cho Hiếp nha. Còn bây giờ bà mẹ Hiếp sẽ ăn rau muống luộc nè, ăn với cá tây tượng kho tương nha. Và mọi người cùng xem nha. Mình sẽ phi con một tí nha. Bầm này đã ướt thành một ít xíu hạt với nước mắm cho nó thơm. Rồi, thịt đã xong rồi, chị chế lấy thêm. Bây giờ mình sẽ chờ nó sôi, bỏ bí đỏ vô nha. Bỏ bí đỏ vô. Mình sẽ nêm nếm nha. Đặt nêm xíu muối. Cho nó sôi nha. Mình sẽ nấu không phải 10 phút nữa mình tắt bếp nha. Phải nấu cho em bé ăn, phải nấu lâu. Đây là canh bí đỏ thịt bằm cho Hiếp 3 tuổi nè. Đây rồi, chính mình sẽ bỏ hành vô nha. Bây giờ mình sẽ phi thơm lại đây. Mình đếm về nè. Đây là tự hợp thôi. Đây cá chín rồi nha mọi người, mình sẽ bỏ hành vô nha. Để đi bắt lớp luộc con muối nha. Lúc sau mình sẽ bỏ ra vô luộc. Đây rau muống chín rồi, bây giờ mình sẽ dùng cơm ăn nha. Đây là rau muống luộc nè, cá tây tượng.
kho tương, cơm. Mà mọi người cùng ăn cơm với nhà hiếp nha. Tại mọi người ăn cơm với nhà hiếp rồi. Mam 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 m